Thưa quý vị, ngày 2 tháng 2, lãnh đạo huyện Gò Dầu đã đến thăm, trao hỗ trợ cho một gia đình bị hỏa hoạn, thiêu rụi toàn bộ căn nhà. Tuy không gây thiệt hại về người, nhưng vụ cháy đã làm hư hỏng nhiều tài sản. Căn nhà bị cháy là của ông Lê Thanh Tùng, ngụ ấp Cẩm Long, xã Cẩm Giang, vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng ngày 2 tháng 2, trong khi mọi người trong gia đình làm ăn xa. Riêng ông Tùng ngủ trước hiên nhà nên khi ngọn lửa bốc cháy từ bên trong đã không được phát hiện kịp thời. Ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ căn nhà cùng tài sản bên trong. Ước tính thiệt hại ban đầu là khoảng hơn 50 triệu đồng. Nguyên nhân vụ cháy nghi do chập điện. Lãnh đạo huyện Gò Dầu đã đến thăm động viên và trao tặng gia đình 20 triệu đồng tiền mặt giúp gia đình vượt qua khó khăn.